Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giò. Bởi vì tào lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chính bên đây. Xỉn xỉn và sang lửa. Còn bên kia là Nam Nhỏ và Vinh Giao. Còn đây là Lip Rồ và Lip Rồ. Hiện tại bây giờ là 20:30 giờ địa phương Cầu Tre. Bên kia là cặp bầy chồng Nam Nhỏ và Vinh Giao. Các bạn nào từng xem quá hay cho Nam Nhỏ một pha bóng vừa rồi. Một đều. Một đều. Môi. Sân Cầu Tre hôm nay có đón sự hiện diện của tem của Úc Khờ Cam Ranh. Tem của Úc Khờ Cam Ranh làm náo nhiệt sân vận động Cầu Tre. Vô. Đẳng cấp và bóng vừa rồi của Nam Nhỏ, đáng tiếc bóng không qua lưới phá bóng vừa rồi. 2-1 nghiêng về cho Xin Xỉn và sang lửa. Đáng tiếc cho sàn lửa pha bóng vừa rồi, đánh ra ngoài quá xa. Hai đều BB. Đáng tiếc cho sàn lửa pha bóng vừa rồi. Hoàng Anh đã sung nó ghê ha. Vô đó là dở thì mà tối giái cho nó về cho rồi luôn á chứ. Ý vô địch về sớm mới tới nó hàng ngày trở về luôn chứ rồi. Không có mà Slovakia hiệp 2 nó yếu rồi, nó đuối rồi, nó già quá. Lại là sang lửa đến bóng không qua lưới. Sang lửa dạo gần đây ăn được ngủ được cho nên rất tròn trịa. Sang lửa cũng có khác nào đòn bánh tét đâu các bạn ơi. Anh ấy có thể nói tập thể lực hàng ngày, tôm cơm thì ba tô một buổi. Tỷ số là 3-2, nghiêng về cho Nam Nhỏ và Vinh Giao. Quả hay. Cứ tệ nó một pha vô cà phê quá tuyệt vời của Nam Nhỏ các bạn à. Còn đây là nón trắng đang đi trong sân là Hùng Cam Ranh. Hùng Cam Ranh, đối thủ của Tân La Ngà và Sĩ Lê tại quận 12 trước đây. Hùng Cam Ranh. Hùng Cam Ranh xuất hiện cùng Úc Khờ. Quá hay cho Nam Nhỏ. Lại là Xinh tự sát tại Đông Lạc. Năm hai. Năm hai.
Vô. Quá hay cho Sensei. Lại là cú vút của nam nhỏ. Quá hay cho Sensei. Qua phòng thủ quay của Sensei. Ba năm. Quá hay cho nam nhỏ. Tại nó một pha bay người của bóng của nam nhỏ quá hay. Nam nhỏ có những cú xoáy FP rất đẹp. Bóng ngay dây, bóng ngay dây. Đổi sân. 6-3 đổi sân. Còn đây là Úc đẹp trai, Úc đẹp trai. Còn bên kia Cam Ranh có Úc khờ. Liếp rồ, liếp rồ. Quảng cáo không thấy em mua, quảng cáo hoài chán ghê thật kìa. Quảng cáo không thấy em mua. 6-3. 63 là Tiền Giang Mỹ Tho. Quá hay cho Sen Sen. Lại là pha vuốt bóng FP quá hay của Sen Sen. 4-6. Buôn ra mùi. Mẹ mềm, mẹ mềm. Bad boy, mẹ mềm. Lại là Vinh Giàu. 5-6. Lại là Vinh Giàu đánh bóng ra ngoài. Lên lỡ bao mày lúc cán, tên lỡ. Năm sáu. Còn số 6 của hai em trẻ nó thấy quen quen. Sáu đều. Vừa nói xong con số 6. Sáu đều. Sáu đều. Sáu đều. Lại là nam nhỏ đánh bóng ra ngoài. 7-6 nghiêng về cho Sen Sen và Sa Lộ. Bảy sáu. Chỉ
điểm giao hàng nữa. Nó không nhậu cũng xỉn mà nhậu cũng xỉn. Tôi thấy nó một pha trúng ngay bắp cô Vinh vào các bạn, bóng đi không nổi ngay các bạn. Quá may mắn pha bóng vào cho Vinh vào. Thật sự là quá may mắn cho Vinh vào chứ không phải là quả bóng đó hay nha. Một pha đi không nổi rồi. Bảy đều. Tỷ số đang là 7 đều. Số 7 khỏe rồi không? Quá hay cho Sinh Sinh. Một pha phòng thủ hay của Sinh Sinh. Lại là bên vào thủ hay. Bóng ngay dây. Bóng ngay dây. Bóng ngay dây. Tạm bại. Xịn xịn chuẩn bị phá bóng. 98 tạm bại trời. 87 87 xin ơi 87 87 87 đúng rồi, 7 đều và 87. Bởi đó 87 sao nó nói 98 vậy. 87 Rabbi Krabi. Xịn xịn phòng thủ quá hay các bạn à. Lại là bên vào. Tiếp tục là bên vào phản công. Lại là bên vào xếp thôi. Quá hay cho xịn xịn dò gà cho nam nhỏ. Lại là xịn xịn quá hay. Tiếp tục là xịn xịn. Quá hay. Quá hay cho Vinh vào. Quá hay cho Vinh vào. Đẳng cấp của Sinh Sinh thật sự các bạn ơi. Đẳng cấp thật sự. Tạm đều.
một pha phá bóng quá nghiệt ngã vừa rồi cho Minh Giao. Một pha phá bóng nam nhỏ thật sự là quá hay. Chín tám, một pha phá bóng điểm trực tiếp của nam nhỏ quá hiểm hóc rồi. Thoải mái đây, muốn đứng đâu cũng được, đứng qua cây bàn cũng được nữa. Đi qua cây bàn đứng luôn. Qua lưới là ăn thua. Quá hay. Lại là nam nhỏ. Cái thể nói nam nhỏ. Các bạn nào có về nhà bàn tình biên uống cà phê, xoáy cà phê hay đến nhà nam nhỏ nha. Có thể nói nam nhỏ dùng cà phê, xoáy cà phê rất ghê các bạn ơi. Một vài bút cà phê quá hay của nam nhỏ. 18. Có thể nói một pha xoáy cà phê cực kỳ đỉnh cao. Lại là nam nhỏ. Lại là nam nhỏ. Hai ba pha liên tiếp các bạn ạ. Quá hay cho nam nhỏ các bạn ơi. Nam nhỏ có nhiều pha bóng. Thật sự bài ca rất tuyệt vời cho nam nhỏ. Tiếp tục là nam nhỏ. Lại là Vinh Giàu. Lại là Vinh Giàu. 90. Trận đấu quá hay, quá căng. Vinh Giàu và nam nhỏ nhà bán cà phê nha các bạn, luôn luôn xoáy cà phê. Lại là Vinh Giàu đánh bóng ra ngoài. Mười đều. Quá căng, quá sung, quá hấp dẫn các bạn. Mười đều. Đây mà cột vô quýnh bé anh Đà Lạt. Đây là tem của Úc Cơ Hùng Cam Ranh. Đây là bố anh em. Tem công cơ. Vui vẻ cho chỗ chơi vui vẻ thôi có gì. Vui. Vui vẻ. Rồi cái xa vô vậy rồi kìa. Rồi. Giải tan năm đông về ngủ thôi. Rồi, chúc các bạn luôn sức khỏe bình an. Vì lý do gián đoạn thôi, đây là tem Úc Cờ, gián đoạn thôi các bạn ơi. Rồi, kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết nha.